À, làm gì hả? Tao coi có Linh Chi ở nhà không? Trời ơi, Linh Chi đang ngoài bến xe chuẩn bị về quê rồi. Về quê hả? À, về quê rồi. Quá tốt. Trời ơi, hai anh ơi, bây giờ hai anh phải giúp em tìm lại cái bản lĩnh đàn ông trong em đi. Chứ mỗi lần đứng dưới Linh Chi em run quá. Em muốn xỉu luôn anh. Có nghĩa là mày gặp Linh Chi cái mày nhát đó đúng không? Đúng rồi. Yên tâm đi, bữa nay mày gặp đúng thầy rồi. Gặp thầy Thường với thầy Hoàng sẽ thay đổi cuộc đời em. Bây giờ á, em muốn tránh vết xe đổ của tụi anh á, thì em phải đi cái đường khác. Là sao? Có nghĩa là cái đường này của anh đúng không? Đường này của anh là có vết xe đổ, trong khi đó cái đường bên đây là không có vết xe đổ. Mà muốn cái đi đường không có vết xe đổ là phải đi đường này. Tại sao? Đường này nó có vết xe đổ. Đúng. Tao nói vậy mày hiểu không? Không. Nó là vậy nè, tụi anh á mất khí chất của đàn ông. Bây giờ tụi anh á không muốn em như vậy. Có nghĩa là bây giờ á em á phải ở chiếu trên. Mà muốn được ở chiếu trên là em phải có giá. Đúng. Đừng để giống như tụi anh. Tụi anh là bị mất giá ngay từ lúc đầu. Mà mày muốn có giá thì mày phải tự làm. Chứ đâu khi khơi có giá cho mày hết. Đúng. Mà giá mày đâu có. Ra chợ mua đậu xanh về nhà trồng rồi có giá. Hiểu không? Tào lao. Cái giá đây là giá trị của bản thân chứ không phải là giá đậu. Thì em đang nói vấn đề đó là giá trị con người, giá trị của bản thân, bản lĩnh đàn ông. Giá trị con người. Đúng. Đúng. Nói chứ. Nói bản lĩnh đàn ông. Cái gì không nhớ cứ viết thẳng vô giấy. Yes. Ờ mà anh ơi, con gái cần làm giá chứ con trai làm giá thấy kỳ kỳ sao? Suy nghĩ đó là sai lầm. Tụi anh hồi xưa cũng nghĩ vậy mới bị ở chiếu dưới á. Đúng. Đàn ông cũng phải có giá. À, em hiểu rồi. Thời buổi bây giờ khác thời buổi xưa rồi. Hiểu không? Hiểu 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 hiểu. Mình mới thể hiện mình lên. Linh Chi nhắn, Linh Chi nhắn. Mày làm gì? Mày làm gì vậy? Trả lời. Mày mới dạy mày sao? Người ta nhắn cho mày là mày trả lời liền hay sao? Đúng rồi. Mày phải chờ, mày phải ngâm. Mày phải thể hiện bản lĩnh đàn ông. Phải thể hiện là mình có giá. Để im điện thoại xuống. Nửa tiếng sau hãy trả lời. Trời ơi, gì kỳ vậy? Để chứng tỏ là sao? Là mình không cần người ta, người ta phải cần mình. Thôi mất lịch sự lắm. Thà mất lịch sự hơn mất giá. Ghi vô. Thà mất lịch sự hơn mất giá. Cái đó chỉ là tin nhắn. Còn khi á nàng gọi tới á phải tới kìa. Ơ Linh Chi nhắn, Linh Chi gọi, Linh Chi gọi. Mày làm cái gì? Mày làm gì? Mày tính nghe hả? Chứ gì nữa? Không được nghe. Đúng. Phải mày để im ở đó. Phải để ren chuông 10 lần mới được nghe. Đúng. Rồi, 4 5 6. Rồi đó, ngưng luôn rồi kìa. Mới 6 lần nó tắt rồi. Chứng tỏ là sao? Nó đang thể hiện giá trị với mày. Thì mày phải thể hiện giá trị lại với nó. Không gọi lại luôn. Không gọi luôn hả? Không gọi. Đúng. Và khi nàng cứ gọi lại á, phải thể hiện như thế này. Chuông reo 10 lần rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nghe. Alo, Linh Chi hả? Ừ. Gọi anh có gì không? Đợi anh chút xíu. Mấy đứa, khiến đóng nó lên cho anh nha. À khoan khoan khoan. À bỏ đóng nó xuống đi. Ồ, hợp đồng hả? Rồi, mai tôi ký nha. Lúc này tôi bận rộn lắm. Đó, lúc nào phải tỏ ra cho nàng thấy mình lúc nào cũng nghiêm trọng, bận rộn, bí gì. Hiểu chưa? Mặc dù mình đang rảnh ngồi uống cà phê, không làm gì hết. Đúng, như vậy mới có giá. Thôi chứ anh đang nói chuyện với ai vậy? Đâu nói ai đâu, anh bịa ra thôi. Ủa, gì vậy hả? Ừ, thằng này nó tên thiên tài mà nó ngu quá ta. Người ta đang thể hiện cho mày thấy á. Hiểu, đang hiểu. Làm cho mày coi đi, mày hiểu không? Biết không? Hiểu, hiểu ơi, hiểu ơi. Ghi vô liền. Lúc nào cũng tỏ ra bận rộn. Lúc nào cũng bận rộn. Bất cần nàng. Bất cần nàng. Rồi. Nãy giờ em học lại được cái gì của thầy Thường và thầy Hoàng? Em lặp lại cho tụi anh nghe. Đúng. Đây, em sẽ lặp lại. Là đàn ông phải có giá. Đúng. Cái thứ hai, bất lịch sự còn hơn mất giá. Đúng luôn. Ừ. Cái thứ ba là lúc nào cũng tỏ ra bất cần nàng. Chính xác. Thông minh. Em thành người rồi nè. Thành người rồi đó. Có điện thoại tới anh biểu diễn cho em coi nè. Alo, tiến xá hả? Anh về liền. Ông này tiểu đâu có gì hay lắm. Ông này cũng tào lao. Ai gọi anh nè? Nè, anh hiện sự bất cần nè. Không thèm nghe nè. Tướng đâu cái gì. Em tin anh. Nhưng mà Thuyền Linh gọi anh phải nghe nè. Alo,
Có chuyện gì vậy? Sao? Em tính đi xe ôm về à? Đứng yên chỗ đó, không được nhúc nhích. Để anh ra rước cho. Vậy nha. Trời ơi, nhờ hai ổng chỉ cho mình làm giá mà giờ hai ổng mất giá là